Mến chào toàn thể cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay nhà vườn Thúy Ngọc em có một số cây muốn gửi đến cô chú anh chị để giao lưu. Hiện tại em đang ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Và số điện thoại để kết bạn giao lưu với em là 0938 323 và 449. Để không mất thời gian của cô chú anh chị, em xin tiến thẳng vào cây số 1 nha. Hôm nay là một cây tùng dương nha cô chú anh chị. Mã số D. Cây gắt gà rất đẹp nha cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 40 nha cô chú anh chị. Tổng tàn em đo là được 66. Dạ, cây này rất là già rồi nha cô chú anh chị. Cây này thần chậu nha cô chú anh chị ơi. Cây này không có bông nha cô chú anh chị. Em đo tại vị trí này là hơn 10 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu của mình là 28 và em xin phép giao lưu tới cả nhà mình á, mã số D1 á là 1,8 triệu, có chậu, bao sống, bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị ơi. Cây rất đẹp nha cô chú anh chị ơi. Và mã số D2 là một cây cần thăng nha cô chú anh chị. Cây này mình chơi theo phong thủy cần cù thăng tiến nha cô chú anh chị ơi, mình để làm việc, để bàn làm việc của mình nha cô chú anh chị. Chiều cao là 24. Tổng tàn em đo là được 33 nha cô chú anh chị. Cây rất đẹp cô chú anh chị ơi, lùng lực tàn đa cô chú anh chị ơi, ấm tàn nha cô chú anh chị. Em đo tại vị trí này là được 18. Đường kính bầu là 27 và D2 em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 600. Chậu này trọng nhựa nha cô chú anh chị, khi ship đi em xin phép bó bầu nha cô chú anh chị ơi. Ủng hộ em cả nhà ơi. Và wow, D3 là một cây cần thăng luôn nha cô chú anh chị, có bộ đế nơm luôn nha cô chú anh chị ơi. Ấm tàn rồi nha cô chú anh chị. Cây rất đẹp cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 31. Tổng tàn của mình là được 57. Tán ngang là 40. Em đo tại vị trí này là được 18. Tổng bộ đế sổ của nó là được 40 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu của mình là 22. D3 em xin phép giao lưu tới cô chú anh chị là 1,5 triệu nha cô chú anh chị ơi. Ủng hộ em nha cả nhà ơi, cây rất là đẹp nha. Rồi nào bưng đi, lấy đi. D3 cũng là một cây cần thăng. Ủa, D4 cũng là một cây cần thăng luôn nha cô chú anh chị. Cây rất đẹp cô chú ơi, anh chị ơi, già cây rồi nha cô chú anh chị ơi. Chơi theo kiểu phong thủy cần cù thăng tiến nha cô chú anh chị. Chiều cao là 34. Tổng tàn em đôi gì được 61. Và tán ngang của mình là 32 nha cô chú anh chị. Ủng hộ em cô chú anh chị ơi. Em đo tải cái cục bú này nha cô chú anh chị. Mô Phật. Tải cái cục bú này là được 20. Tổng cái phần đế ở đây là được 59. Đường kính bầu của mình là 27. Và mã D4 ship tới nơi cho cô chú anh chị là 1,1 triệu. Khi đi em xin phép bó bầu cho cô chú anh chị ơi. Cái chậu này chậu nhựa nha cô chú anh chị ơi. D5 cũng là một cây cần thăng nha cô chú anh chị ơi. Cây rất là đẹp cô chú anh chị ơi, có bộ đế nơm nha cô chú anh chị. Chiều cao là 13. Tổng tàn đổ xuống đây là được 63. Cây rất đẹp nha cô chú anh chị. Cây đã thừng chậu à, cái này mình chơi theo phong thủy cần cù thăng tiến nha cô chú anh chị. Và em xin phép đo ở tại cái cục bú này nha cô chú anh chị ơi là được 28. Tổng cái phần đế sổ là được 65. Cây rất là già cây rồi nha cô chú anh chị. Em nghiêng gì cho cô chú anh chị mình thấy phần dưới nha cô chú anh chị ơi. Ủng hộ em cả nhà ơi. D5 em xin phép giao lưu tới cả nhà của mình là 1,7 triệu. Ship chậu, bao sống, bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. D6
một cây mai chiến thủy nu gò công nha cô chú anh chị ơi. Phần đế em chưa có khai thác nha cô chú anh chị. Về cô chú anh chị mình mua có chậu đẹp, mình để vô cây rất là đẹp nha. Bông màu trắng rất là thơm. Chiều cao là 25, tổng tàng là 40. Em đo tại vị trí này là được 19. Đường kính bầu là 32. Và cây rất là cây đã thần chậu rồi nha cô chú anh chị ơi. Khi ship đi không có mắc sức nhiều nha cô chú anh chị. Đề 6 em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 700. Và khi đi em xin phép bó bầu nha cô chú anh chị. Đề 7 cũng là một cây mai chiến thủy nu gò công. Đế điều nha cô chú anh chị. Chiều cao là 28. Tổng tàng là 56 nha cô chú anh chị. Bông màu trắng rất là thơm nha. Và em đo tỏi vị trí này là được 20. Đường kính bầu là 27. Đê 7 ship tới nơi cho cô chú anh chị mình là 700. Khi đi em xin phép bó bầu nha cô chú anh chị. Bao sống bao ship toàn quốc ạ. 900 nha cô chú anh chị. Đê 7. Đê 8 cũng là một cây mai chiến thủy nu gò công đế điều nha cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 18. Tổng tàng em đo gì được 42. Bông màu trắng rất là thơm nha cô chú anh chị. Em đo tại vị trí này là được 19. Đường kính bầu của mình là 20. Cả nhà ủng hộ em nha cả nhà. Số điện thoại kết bạn Zalo với em là 0938323449. Và D8 ship tới nơi cho cô chú anh chị mình là 750. Khi đi em xin phép bó bầu nha cô chú anh chị. D9 cũng là một cây mai chiến thủy luôn ạ. Nu gò công. Đế điều nha cô chú anh chị. Chiều cao là 26. Tổng tàng là 42. Em đo tại vị trí này là được 18. Đường kính bầu là 28. Và D9 ship tới nơi cho cô chú anh chị mình là 800. Khi đi em xin phép bó bầu nha cả nhà. Hiện tại em đang ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại của em là 0938323449. Cây này cũng đế điều nữa nha cô chú anh chị. Mai chiến thủy nu gò công. Bông màu trắng rất là thơm nha cô chú anh chị ơi. Để bàn được nha cô chú anh chị. Chiều cao là 25. Tổng tàng em đo gì được 51. Cây đã thừng chậu hết rồi nha cô chú anh chị. Em đo tại vị trí này là được 19. Và đường kính bầu của mình là 28. D10 ship tới nơi cho cô chú anh chị mình là 700. Và khi đi em xin phép bó bầu. D11 là một cây linh sam song hình dáng bay nha cô chú anh chị. Rất là già cây đó. Dáng bay thần chậu rồi nha cô chú anh chị. Ở trong là một cái chậu nhựa màu đen nha cô chú anh chị. Em để lên cái chậu này để demo cho mình thấy cây mình đẹp nha cô chú anh chị. Cốt cành đồ ấm tàn nha cô chú anh chị. Cốt đồ to hết trơn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 44. Tổng tàng của nó là 114 nha cô chú anh chị ơi. Tán ngang là 59. Bông màu tím rất là dễ thương nha cô chú anh chị. Cái loại này mình dễ làm bông lắm nha cô chú anh chị. Mình cắt nước khoảng 5 ngày. Lá vàng cái mình lặt là nó cho mình cho ra nụ ra bông nha cô chú anh chị. Cái này nó ở trên nó có hai thân, em đo một thân đại diện nha cả nhà mình tham khảo nha cả nhà. Và tại trên vị trí này là được 27. Em đo tại dưới đây là được 45. Đường kính bầu là 51. D11 em xin phép Zalo tới cả nhà mình là 11 triệu. Khi đi em xin phép bó bầu 7 triệu. 7 triệu khi đi em xin phép bó bầu nha cả. D11 7 triệu khi đi em xin phép bó bầu cả nhà ơi, ủng hộ em nha cả nhà. Ăn gián được ăn gian lợi. Ăn gián không được bỏ. D12 cũng là một cây linh sam song hình tàn bay nha cô chú anh chị. Nó
Nó tự tựa một cặp á cô chú anh chị nào mình mua hai cây với em bớt sát giá cho mình nha cả nhà. Ủng hộ em nha. Chiều cao á là được 43. Tổng tàng á là 125 nha cô chú anh chị. Tán ngang em đo được là 69 nè. Cây rất đẹp nha cô chú anh chị ơi, ủng hộ em cô chú anh chị ơi. Hiện tại em đang ở ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại của em là 0938323449. Nhắn Zalo em không trả lời, gọi thẳng vào số của em nha cô chú anh chị. Có hai thăng, em đo một thăng đại diện nha. 21. Hết hai thăng rồi được 35. Đường kính bầu là 48. Quà D12 em xin phép giao lưu tới cô chú anh chị là 6,5 triệu. Khi đi em xin phép bó bầu nha cả nhà. Ủng hộ em cả nhà ơi. Chết ai điên trời. D13 cũng là một cây linh sam song hình. Rất đẹp, rất dài nha cô chú anh chị ơi. Ủng hộ em cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 48. Tổng tàng em đo như vậy được 92. Tán ngang là được 74 nha cô chú anh chị. Cốt cành đồ to hết rồi nha cô chú anh chị ơi. Về mình tháo kẽm ra được rồi nha cô chú. Về mình thấy kẽm nào xiết cái mình tháo ra nha cô chú anh chị. Hiện tại em đang ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nha. Có hai thăng em đo, một thăng đại diện cho mình nha cô chú anh chị. Một thăng đại diện mình tham khảo là được 27. Mô Phật. Tổng hết hai thăng là 33. Đường kính bầu là 48. Và D13 em xin phép Zalo tới cả nhà mình là 6 triệu. Khi đi em xin phép bó bầu nha cô chú anh chị. Ủng hộ em nha cả nhà. D14 là một cây ổi. Ổi gì? Ai biết ổi gì? Ổi tàu. Đúng rồi, ổi tàu. Ruột, ruột nó, ruột đỏ nha cô chú anh chị. Ăn nó chua chua ngọt ngọt nha. Ổi bự hơn ngón trỏ cái nha cô chú anh chị. Chiều cao là 42. Tổng tàng anh đo gì là 135 nha cô chú anh chị. Cây này cho cháy rồi nha cô chú anh chị ơi. Rất là già cây rồi nha cô chú anh chị. Đế điều nha. Em đo tại một phần. Em đo tại vị trí này là được 29 nè. Đường kính bầu là 50. Quà D14 em xin phép Zalo tới cô chú anh chị là 1,7 triệu. Khi đi em xin phép bó bầu nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào ưng được cái cây nào mà muốn tham khảo thêm chi tiết á, kết bạn Zalo với em. Em chụp hình em để qua gửi nha cô chú anh chị. Đổi cây đi các bạn ơi. D15 cũng là một cây ổi tàu luôn nha cô chú anh chị. Cây này nó có trái hết một đợt rồi nha cô chú anh chị ơi. Dáng co lắc quy hồi đầu nha cô chú anh chị. Chiều cao là 39. Tổng tàng em đo gì là được 85. Tán ngang là 57. Rất là già cây nha cô chú anh chị. Em đo tại vị trí này là 20 nè. Đường kính bầu là 41. D15 em xin phép Zalo tới cô chú anh chị là 2 triệu. Khi đi em xin phép bó bầu nha cô chú anh chị. Trời Phật ơi chưa ăn hết, chưa kịp nói gì chưa. D16 cũng là một cây ổi tàu nha cô chú anh chị ơi. Cây này đang cho trái nha cô chú anh chị. Rất đẹp cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 47 nha cô chú anh chị.
Tổng tàn em đo gì được 84 cây này đang cho trái rất là nhiều nha cô chú anh chị ơi. Chưa chín ăn thử chắc ngắm sao ăn. Không có. Trời ơi. À, chăng nhách vậy đó kêu ăn. Em đo tại vị trí này là được hơn 19 nè. Đường kính bầu là 37 cây đá thần chậu rồi nha cô chú anh chị. D16 ship tới nơi cho cô chú anh chị mình là 1,7 triệu. Khi đi em xin phép bó bầu bao sóng bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị ơi, ủng hộ em cô chú anh chị ơi. Hiện tại em đang ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Và D18 là một cây kim quýt. Rất là già, cây hình thú nha cô chú anh chị. D17. Ủng hộ em cả nhà ơi, cây rất là đẹp nha cả nhà. Chiều cao là 53. Tổng tàn em đo gì là được 47. Tán ngang của mình là được 40 nha cô chú anh chị. Cây kim quýt này nuôi rất là lâu nha cô chú anh chị ơi. Nó mới già thành phẩm cái gì nha cô chú anh chị. Ấm tàn rồi nha cô chú anh chị ơi. Em đo tại vị trí trên đây là được 15. Đối sổ đi. Là tổng hoành đế đi là được 76 nha cô chú anh chị. Cây đã thần chậu rồi nha cô chú anh chị ơi. Và D17 em xin phép ship tới nơi cho cô chú anh chị là 4,8 triệu. Khi đi em xin phép bó bầu nha cô chú. Ồ, ship đồ chậu nha cô chú anh chị. Ủng hộ em cả nhà ơi. Cây này cây gì anh? D18 là một cây chạm phúc kiến nha cô chú anh chị. Ở trong miền Nam của em là kêu cây bùm xụm, còn ở ngoài Bắc là kêu cây chạm phúc kiến. Cây này có trái ăn được nha cô chú anh chị. Chiều cao đó là 33. Tổng tàn em đo như gì là được 67 nha. Cây rất là già cây rồi nha cô chú anh chị ơi. Ở đây nó có cái ấy này nha cô chú, cái bọng này nha, nhưng đã xử lý rồi nha cô chú anh chị. Bọng tự nhiên của cây á, cây nó mới rất là đẹp nha cô chú anh chị. Tổng dưới đây là được 60. Cười hoài. Đường kính bầu là 35. Và mã số D18 ship tới nơi cho cô chú anh chị mình là 2 triệu. Khi đi em xin phép bó bầu bao sóng bao ship toàn quốc thôi cô chú anh chị ơi, ủng hộ em cả nhà ơi. D19 mai trắng thỉ luôn nha cô chú anh chị ơi, cây đó thần chậu thành phẩm này nha cô chú anh chị. Chiều cao là 25 nè. Tổng tàng em đo là 38 nè, tán ngang là được 29. Em đo tại vị trí này là được 32. Đường kính bầu là 27. Và D19 ship tới nơi cho cô chú anh chị mình là 2 triệu. Khi đi là có chậu nha cô chú anh chị. Khi đi bao sóng bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị ơi. Ủng hộ em cô chú anh chị ơi. D20 cũng là mai chiến thủy luôn nha cô chú anh chị. Dạ lên u hết trơn nha cô chú anh chị ơi. Chiều cao quá là 24. Tổng tàng là được 41 và tán ngang là được 27. Bông màu trắng rất là thơm nha cô chú anh chị, mini để bàn nha. Cây đá thần chậu nha cô chú anh chị. Đo tại vị trí này là được 27. Đường kính bầu là 20 và D20 ship tới nơi cho cô chú anh chị mình 1,7 triệu. Có chậu bao sóng bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Đâu rồi? Ở đây. D thì đâu ạ? D21 là mai chiến thủy nu nha cô chú anh chị, hình thú nha. Dạ lên u hết trơn nha cô chú anh chị, rất là già cây nha cô chú anh chị ơi. Bông màu trắng, bông chùm rất là thơm. Chiều cao là 38. Tổng tàng là 63.
Bông rất đẹp cô chú anh chị, bông rất là thơm nha cô chú anh chị. Cây này đang cho lọc cho nụ quá trời luôn nha cô chú anh chị. Bên đây là bông chùm luôn nè. Dạ cây hết trơn nha cô chú anh chị, lên nu hết trơn nè cô chú anh chị. Nguyên bể dưới đây luôn nha. Chưa báo giá chưa đòi. Ăn chưa? Em đo tại vị trí này là 28. Tổng hoành đế là được 90. Cây đá thần chậu nha cô chú anh chị. Em lắp một lớp sơ dừa lên cho anh thấy đẹp nha. D21 ship tới nơi cho cả nhà mình là 3,7 triệu. Khi đi em xin phép bó bầu nha cô chú anh chị ơi. Ủng hộ em cô chú anh chị ơi. Rồi một mình ơn luôn. D22 là một con sư tử đang nằm nha cô chú anh chị. Mai chiến thị hình thú nha cô chú anh chị. Rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Nó như một con sư tử nha cô chú anh chị đây. Chiều cao là 46. Tổng tàn là 67. Em không có nói chơi nha cô chú anh chị. Cái đuôi của nó đây nè. Nó thiệt đó. Em đo chỗ cái cổ của nó đây là được 46. Ở đây nó có một cái bọng nha cô chú anh chị, bọng tự nhiên nha. Miệng có nè, mắt nè, nè hai chân trước nè, đó hai giò nằm thì đo tổng hết con thú nha cô chú anh chị là được 96 à. D22 ship tới nơi cho cô chú anh chị mình là 2,2 triệu. Chậu ông anh 4,2 triệu. 4,2 triệu khi đi em xin phép bó bầu nha cô chú anh chị. Ủng hộ em cả, ủng hộ em cả nhà ơi. D23 cũng là một cây mai rừng mai chiến thỉ nha cô chú anh chị. Cây này rất là già nha cô chú anh chị ơi. Lũa tự nhiên đó nha cô chú anh chị. Chiều cao là 55. Tổng tàn em đo gì được 70. Rất là già liền bể nha cô chú anh chị. Ở đây nó có vết lũa nè. Khô rồi nha cô chú anh chị ơi. Không còn một nát nữa nha. Em ra tổng ở dưới đây đi, tổng nguyên bệ đi. Liền bệ luôn nha cô chú anh chị. Là 140 nha cô chú anh chị ơi, cây đá thần chậu nha. Và D23 em xin phép Zalo tới cô chú anh chị là 4,5 triệu. Khi đi em xin phép bó bầu nha cô chú anh chị. Bao sống bao ship toàn quốc à. Số điện thoại các bạn Zalo với em là 0938 323 449. Hiện tại em đang ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. D24 là một cây sâm hương nha cô chú anh chị. Cây này không có bông nha, cái lá nó rất là thơm. Đế nơm nha cô chú anh chị. Chiều cao là 35. Tổng tàn đổ nha cô chú anh chị 47. Sâm hương này em bán rất là chạy nha cô chú anh chị. Em đo tại vị trí này là được 22. Tổng hoành đế ở đây là được 52 và D24. Em xin phép Zalo tới cả nhà mình là 1,7 triệu khi đi có chậu nha cô chú anh chị. Bao sống bao ship toàn quốc ạ. D25 cũng là một cây sâm hương luôn nha cô chú anh chị. Cây này rất đẹp cô chú anh chị ơi, bộ đế nó cũng như là được trồng trong lu từ nhỏ nha cô chú anh chị. Chiều cao là 35. Tổng tàn bay của nó được là 79.
Ở đây nó có mặt cắt mà em đã chắc keo xử lý nó bị nó liền thẹo rồi nha cô chú anh chị, nó kéo mặt rồi, kéo mài rồi nha cô chú anh chị. Em đo tại vị trí này là được 23. Tổng của đế là 50. Quà D 25 em xin phép Zalo tới cô chú anh chị mình là 1,5 triệu. Có chậu bao sóng bao xếp toàn quốc. D 25 1,9 triệu bao sóng bao xếp toàn quốc nha cô chú anh chị. Có chậu. D 26 cũng là một cây sâm hương. Rất đẹp nha cô chú anh chị ơi. Chiều cao là được 39. Tổng tàng em đo gì được 70. Tán ngang là 46 nha. Cắt mà cắt em đã chét keo nó đã khô rồi nha cô chú anh chị. Nên mà cô chú anh chị mình yên tâm nha. Em đo tại vị trí ở đây là 36. Tổng hoành đế ở đây là được 51. Cây đã thần chậu nha cô chú anh chị. D 26 em xin phép Zalo tế cô chú anh chị là 2,7 triệu khi đi có chậu nha cô chú anh chị, bao sóng bao xếp toàn quốc ạ. Cả nhà ủng hộ em nha cả nhà. D 27 là một rừng mai chiến thủy. Liền bệ nha cô chú anh chị. Rất là già cây rồi cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 49. Tổng tàng em đo gì là được 55 nha cô chú anh chị. Rất là già cây nha cô chú anh chị ơi. Có một nhánh nó thòng xuống nè cô chú anh chị. Em đo tổng ở dưới đây luôn nha cô chú anh chị. Tổng hoành đế là 108. Rồi tại cái eo này là được 77. Đường kính bầu là 34 và D 27 em xin phép giao lưu tới cô chú anh chị là 6,8 triệu khi đi em xin phép bó bầu nha cô chú anh chị ơi. Cây bông màu trắng rất là đẹp, cây đang cho nụ nha cô chú anh chị. Một mình hai người được rồi, cặn chi nhiều. Mau lên, cố lên. D 28 cũng là một gừng mai chiến thủy. Quà D 28 này cũng là mã cuối clip của em ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Con ốc. Cây gừng rất là già nha cô chú anh chị ơi. Liền bệ luôn nha cô chú anh chị. Bông màu trắng rất là thơm nha. Chiều cao là 81. Cái này em để nó hơi nghiêng nha cô chú anh chị. Tán ngang là được 62. Rất là già cây nha cô chú anh chị ơi. Liền bể luôn nha cô chú anh chị. Như là một cái núi nha cô chú anh chị. Tổng hết cái phần cái này là hơn thuốc dây nha cô chú anh chị. Khoảng mét 6 á. Quà D 28 em xin phép Zalo tới cô chú anh chị là 9 triệu. Và khi đi em xin phép rút chậu nha cô chú anh chị mình bó bầu. Và hiện tại em đang ở Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại kết bạn Zalo với em là 0938 323 449. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em trong thời gian qua. Xin hẹn gặp cô chú anh chị vào clip sau nha. Clip của em thường hay phát vào lúc 14 giờ chiều nha cô chú anh chị.